Cẩm Hồng và Thái Phạm cùng nhóm làm phim Việt Catholic San Jose xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý khán giả, hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2017, Cẩm Hồng hiện đang có mặt tại nhà thờ Francis of Assisi để gửi đến quý vị một vài hình ảnh cuộc họp mặt thường niên của Liên đoàn Tu sĩ miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Cẩm Hồng ghi nhận có sự hiện diện của Đức ông Dominic Đỗ Văn Đỉnh, Linh mục Đồng Quang Minh, chủ sự thánh lễ, giảng thuyết do Linh mục Nguyễn Quốc phụ trách. Sau đây, Cẩm Hồng và Thái Phạm xin mời quý khán giả theo dõi một vài hình ảnh của buổi họp mặt thường niên đại hội được diễn ra trong tâm tình yêu thương hợp nhất và tạ ơn. Nghe lời chúng con kêu khấn và nguồn phúc trên nước Việt Nam chúng con, cho mỗi người chúng con để chúng con thật sự sống đạo mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Tuy nhiên mừng kính thì trọng thể, nhưng mà đời sống đạo chúng con đôi khi vẫn còn sợ hãi, biến nhát trong đời sống đạo. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, vì thiên nhân mạng sống, để hạt giống đức tin chỗ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm, làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thật là một sự providential. Được đứng đây để trong nhà thờ của San Francisco ACC được nói chuyện để cùng chia sẻ với quý cha, quý sơ, quý chị em đây là một điều rất là ngạc nhiên, là bởi vì 25 năm trước con không bao giờ con nghĩ có thể làm được như vậy. Đó là đời. Hai năm trước ta là cũng có 25 tuổi rồi, 25 tuổi. Thì khoảng thời gian đó là cuộc đời nó biết direction như thế nào, phải nói là cầu nguyện dẫn dắt vô cùng để mà coi Chúa muốn mình làm gì, mà sao mà đi tu được bây giờ đây, tại vì đi tu rất khó và dễ. Thứ nhất là phải tâm linh đạo đức tốt, thứ hai là học giỏi, thứ ba là cái này cái kia, nhưng mà con thực sự là không có cái gì hết trong đó, mà nó là muốn đi tu là bởi vì hồi xưa cái image đi tu là một cái điều quan trọng, nhưng mà thực tế là mình không có đủ khả năng hay cả gì hết. Cho nên là 25 cầu cha cầu nguyện, con phải cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, con có 25 năm foolishness rồi. Bây giờ nếu mà Chúa mà chọn con thì con sẽ dâng cho Chúa 25 năm là còn lại của đời con. Cái sao cưới thì cũng 25 năm thôi mà. Đó, thì lúc đó tự nhiên cái ngày Giáng sinh năm đó, 1991, thì có một người bạn hồi xưa nghe là có các cái nhóm vào lêu lỏng ở dưới đồng đen county, cà phê thuốc lá này nọ, thì có nhớ có một người bạn đó,
mà xem nghe nó là tự nhiên chàng ra đi tu rồi. Ngài ai cũng ngạc nhiên, chàng này sao đi tu được, mà nếu chàng đi tu được mình thấy tu được đúng không ạ? Thế là chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp sao cho cái năm tới, nếu mà Chúa mà không gọi con thì cũng cho con cái ánh sáng cuối đường thần thì con lấy vợ được cho nó, nghĩa là bỏ cuộc đời đi tu được không chứ. Mà tối năm đó ăn xin năm đó thì con gặp thầy Hưng. Vừa cầu nguyện xong ngày 25 năm nó là Chúa hiện ra thầy Hưng này. Ông thầy Hưng này cũng bỏ đường tội lỗi. Cha Hưng bây giờ cũng cha các cha cái tài sớm đến cha Hưng. Cha Hưng là học cùng với con trong high school, mà cha Hưng học đại hơn xíu, ngoan hơn xíu, nhưng cha cũng bị đuổi học trước, con bị đuổi học sau. Cho nên là trong những cái đám đời đó là quậy lắm, và như là giáo viên nó quậy. Cho nên cha Hưng mình mấy năm sau cha Hưng đi tu, nghe lúc đó cũng hơi lạ, mà hôm nay cầu nguyện thì cha Hưng xuất hiện. Nói nghe nói là nói mày thì hồi xưa nói mày nghe nói mày thì tu vậy hả? Mà tu dầu này họ chỉ dùng cái mày. Thế mà cha Hưng nói dòng Capuchin Franciscan, mà cái dòng này á, lúc con Mỹ năm 85 xin rồi mà họ không nhận. Hôm nay thì gặp cha Hưng nó xin dòng này nữa, thì thế là có ý kiến gì đó, có một cánh sáng gì đó mới cho Hưng cha Hưng còn lách chồng lại. Thế là đi tu bằng cái là 25 năm đi rằng có lẽ đời của con, trong khi mà mình reflect lại trong cái cuộc sống 25 năm vừa rồi, phải nói tất cả mọi sự đều Providence của Chúa. Chúa luôn luôn hiện ra, hoặc là Chúa có một cái điều gì đó xảy ra trong cuộc đời mình. Và nhưng mà có lẽ ngày hôm nay chúng ta là mừng lễ các tư đạo. Các tư đạo là các chúng ta chết cho đạo, chết để làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng mà con nghĩ ngày hôm nay có lẽ là sau 25 năm con không có, nếu mà con còn sống tại vì trước mà hứa với Chúa là 25 năm là xong rồi, đời xong rồi, mà sao giờ hơn 25 bắt đầu 25 năm rồi thì Chúa cũng chưa có cho chết cho sống. Thì bây giờ con nghĩ rằng là mình sẽ không chết vì đạo mà mình sống vì đạo, bởi vì chúng ta là những người chứng nhân của Chúa, chúng ta là những người mà đã Chúa mời gọi để tử đạo của Chúa trong sự giáo chính Martyr với tiếng Latin là hãy làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta sống vì đạo, mà trong sống vì đạo ngày hôm nay nó không như hồi xưa chúng ta nghĩ nữa. Sống vì đạo ngày hôm nay nó có lẽ là hoàn toàn khác điều. Như Đức Giáo Hoàng nói, rất là nhiều điều chúng ta cảm thấy là Đức Giáo Hoàng Francis này đã nói cho chúng ta upside down cái tư tưởng về vấn đề đạo, về cái tu sĩ, về vấn đề làm linh mục, hoặc là làm những người rao giảng lời Chúa. Chứ không phải quý các cha mà theo thấy nghe, chúng ta phải thấy được cái gọi là cái mùi của con chim. Mà bây giờ mùi của con chim nó có nhiều vấn đề lắm. Ngày hôm qua con ấy nghĩ là Thanksgiving là cái lúc thời gian người ta ăn nhiều, đúng không? Ăn nhiều lo, cho nên sáng ngày hôm qua là con phải tập thể dục, sáng là để chuẩn bị cái bụng, mà tối nay là ăn nhiều là tập thể dục. Thì con nghĩ đến cái vấn đề mà sống vì đạo hôm nay nó có vấn đề healthy living, healthy eating. Healthy eating là làm gì để chúng ta làm sao về vấn đề ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc mà chúng ta bị burn out. Và mình kéo một phần các cha như cha Định là 8 ấy vẫn làm lễ cho giáo hội, chắc có mất các cha về chúng ta vẫn còn phải sống để làm chứng cho Chúa, mà phải sống lâu nữa chứ không phải sống vừa. Cho nên vấn đề healthy eating là rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta, ăn uống ngủ nghỉ và exercise. Đó là những cái vấn đề healthy mà chúng ta cần phải nghĩ đến ngày hôm nay về vấn đề physical. Vấn đề thứ hai là chúng ta nghĩ là sống vì đạo ngày hôm nay đó, sống về vấn đề là how our relationship with others, là chúng ta sống trong cái tương quan healthy be living with others. We love ourselves enough but love others as well. Chúng ta làm sao đó để làm sao cuộc sống chúng ta nó healthy trong vấn đề relationship với nhau, trong cộng đồng, trong cộng đoàn, trong tất cả mọi người chúng ta. Ngày hôm nay có lẽ chúng ta được mời gọi trong cái cuối năm rồi mình làm evaluation cái vấn đề mà chúng ta how we live with each other, especially in a community, that's why we call it Franciscan community. Nó không phải là dễ để mà sống, không phải là dễ để mà sống, nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta trong cái tình thương đó. Là chúng ta lẽ là cuối cùng là chúng ta có thể nói chúng ta mention về vấn đề healthy being. Ngày xưa chúng ta thường nghĩ là chết là thiên đàng, nhưng mà ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta enter the kingdom of God. Chúng ta phải enter the kingdom of God right now and here. We're not waiting for next year or next life.
We are here. Chúng ta ở đây với Chúa. Chúng ta sống với Chúa và chúng ta có một cái healthy being với thần sư sư với others. Thì ngày hôm nay có lẽ là con không có điều gì để mà nói chia sẻ nhiều hơn là mình tìm tách cho chính mình, là bởi vì ba cái chuyện đó không phải là khó, không phải là dễ, là bởi vì đi đi không phải là dễ, mà sống với người khác không phải là dễ, mà sống với tâm thần của trong sạch với Chúa cũng không phải là dễ. Cho nên như là ông Leper ngày hôm qua, ông phi câu chuyện mà cho ông Leper, Master, please help me, please help me cleanse and come back to the community. Và chúng ta biết rằng chúng ta mời họ vào cái enter kingdom of God. Chúng ta sẵn sàng và chúng ta xin Chúa giúp chúng ta trong cuộc sống của đi tu chỉ dù có 10 năm, 1 năm, 2 năm, 8 chục năm, chúng ta vẫn cảm thấy chúng ta cũng rất là giới hạn, chúng ta rất là khó khăn để rồi chúng ta sống cái living faith mà chúng ta đã có. Này cũng là cầu Chúa, xin Chúa chúng ta luôn luôn chắc đến Chúa, chúng ta có chắc chắn là Chúa sẽ thương chúng ta và giúp chúng ta thánh hóa chúng ta trong cuộc sống để làm chứng minh cho Chúa trong hiện tại. Đúng mà chúng ta thấy là lễ thánh tế đạo là lễ mà giáo hội chúng ta rất là hãnh diện, và chúng ta bên đây vừa rồi các 900 các linh mục tu sĩ, hơn khoảng 900 linh mục tu sĩ được trong khoảng vài ngàn người đó để làm chứng cho Chúa trong xã hội Mỹ này. Chúng ta cảm tạ Chúa, nhưng mà Chúa ban cho giáo hội chúng ta luôn luôn để sống và xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn giữ cái đức tin của chúng ta trong xã hội mà nó đòi hỏi rất là nhiều cái demand đi. Amen. Chúa Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người đã ban cho các thánh tự đạo Việt Nam lòng dũng cảm làm chứng cho tin mừng. Trong tình hiệp thông với các thánh tự đạo, chúng ta dâng lời cầu xin. Vâng, lạy Chúa là Chúa một tình yêu, chúng con cảm tạ Chúa bao hồng ân. Thiên Chúa luôn để trao cho mỗi người chúng con, cho gia đình, cho giáo sư, cho giáo hội. Xin cho chúng con thật sự sống đạo theo Chúa một ngày một trọn vẹn hơn. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Lạy Chúa, Chúa thật là đơn thân, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thân thần Chúa thay hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mô Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chưa khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cha cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cụ thể và theo thể thức người dân, chúng ta giam nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha đầy đền dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang nghe chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, bình an của Thầy Thầy cho ban cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin vì đức tin của Hội Thánh, Chúa xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất cho Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và yên chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin là chúc bình an của Thầy đi của Chúa cho nhau. Thánh lễ thật là tốt đẹp. Con cảm ơn các sư dòng La San đã phụ trách phần phục vụ và chuẩn bị thánh nhạc như tất cả những gì cần thiết cho thánh lễ. Chúng ta cho các sư La San. Cảm ơn cha Quốc, cha chuẩn bị đi 25 năm nữa, 75 tuổi rồi đây. Và cha sẽ đứng đây một lần nữa. Cảm ơn cha Quốc đã cho chúng con được suy và ơn gọi cuộc hành trình và những gì mà chúng con cần suy nghĩ trong cái đời sống tu trì. Cảm ơn cha Quốc. Và cha Quang luôn luôn ngày luôn luôn hiện diện sẵn sàng hỗ trợ rất mạnh trong cho miền của chúng ta và cha đứng ra để chủ sự thánh lễ hôm nay. Cho cha Quang một tràng pháo tay. Xin được chào mừng tất cả quý vị quan khách và đặc biệt
hội song thân các linh mục và tu sĩ, ông bà cố cha truyền, ông bà cố thế, và chắc một số người sẽ đến tham dự, cũng như là chư thiên linh và gia đình bác sĩ ở đây hoặc tại giáo xứ ở quê đất tên. Xin sau thính lễ xin mời tất cả mọi người chúng ta qua bên hội trường và chúng ta chia sẻ bữa ăn với nhau và có những cái chia sẻ trong cái văn nghệ để chúng ta vui mừng với nhau và đặc biệt mừng các sơ mừng lễ Kim Khánh hôm nay. Ba sẽ đều có mặt ở đây hết hả? Sơ Tiên rồi. Sơ Tiên có à? Bắt đầu. Sơ Đào. Sơ Đào là có. Sơ Yến. Sơ Yến là có. Dạ, ba cha bắt đầu bắt đầu đây. Ba cha mới. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Đời sống chúc anh chị em đi bình an. Ta ra trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ngân ngài cha, nguyện theo chân Chúa đi xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi.